Cũng gì nha. Mùa dịch này chúng ta như thế nào rồi? Riêng mình thì vẫn sống kỳ kỳ á, có cái hơi đói xíu thôi. Dạ, mình giải trí về giải đầu thôi. Thì chúc tất cả anh chị em mà đang xem cái video này cùng tất cả mọi người đó, chúng ta sẽ lướt qua cái vùng dịch một cách rất là an toàn. Dạ, hôm nay đến với anh chị em mà đồng nghiệp chúng ta một cái video nó khá là thú vị. Không có cắt tóc, nhưng mà nó mình tin là hình như mình có làm rồi, nhưng mà mình sẽ review chi tiết lại. Tại vì thời gian gần đây nó cũng có nhiều người ta hỏi là mình nên mua tông đơ gì để mà cắt lược, tông đơ nào để mà cắt phay, hay là cái dòng nào mà nó im hay không im, gì như thế nào thầm dài. Vấn đề một cái vấn đề thứ hai nó là lược đó. Thì riêng theo mình đó ha, mình xài từ trước giờ đó, cái gì đó thì mình biết, mình sẽ nói cặn kẽ trong video này. Thì những mà ai mà đang chuẩn bị bước vào nghề hay là đang học nghề thì hy vọng chúng ta sẽ có những cái kiến thức gì đó gọi là giúp ích. Nếu mà không giúp ích được thì các bạn ơi, lướt nhẹ qua cho mình. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đi tới cái phần tông đơ. Cái phần này là cái phần mà nó ngốn tiền khá là bộn đây. Chắc chắn tuyệt đối phải không? Rồi, bây giờ như mình nói đó, về vấn đề những cái tông đơ. Tại bây giờ mọi người không biết á, chứ theo mình nghĩ ha, mấy thằng nhà sản xuất nó cũng hay lắm. Cái thời trước á, tông đơ chỉ cần một cây thôi cho ba, bây giờ vẫn còn số người nó xài nó cắt tóc gì cũng cây tông đơ. Ai mà giàu có lắm mà thời xưa hai cây, còn giờ bạn thấy ít nhất ngừ 5-3 cây, 5-7 cây, 10 mấy cây. Không phải nó xạo mà không phải khoe cổ hết vậy. Tại vì bây giờ chúng ta cắt những cái dòng như mình nói đơn giản là cái dòng phay đó thì cây sao chịu nổi, nó nóng đó. Rồi bây giờ vấn đề này mới là vấn đề chính. Nhà sản xuất nó sẽ đánh vào cái tâm lý mà ít ai biết. Không, mình nói đây là theo cái riêng cái cách nhìn, cái nhận xét của mình thôi. Đúng hay không thì các bạn cứ để lại comment bên dưới ha, chứ mình thấy nó ngờ ngờ nó đúng. Tại vì sao? Nó sẽ sản xuất theo cái dòng của Apple, iPhone. Mình không biết hết, nhưng mà về cái mình nói đại khái cây Magic Clip nè. Nó sản xuất ra đầu tiên các bạn thấy đó, rất ok, và đó là cái cây mà thông dụng mà không dây. Tới bây giờ hầu như ai xài lông đơ Mỹ cũng từng trải qua cây Magic đó. Để giờ mình cầm Magic đây, nó còn là bán chạy nhất thị trường Việt Nam mình á. Xong rồi nó ra, rồi nó sẽ ra cái đời khác. Đời khác là sao? Là mò là cái này là đời sau nè, cần gạt màu sữa. Còn đời trước là cần gạt màu đen, cũng như thế này mà cần gạt màu đen là một. Cái thứ hai là cái bản gold, cũng là Magic nhưng mà là bản gold, là cái nắp đen nó mạnh hơn xíu hay cái gì đó. Thì bây giờ chúng ta tưởng tượng nó cũng như là cái iPhone, bắt đầu từ đầu iPhone 3, iPhone 4, nó màu đen nè. Cái này là hàng ấy thôi, hàng ấy dấu dấu thôi, hàng ấy à. Đó, nhưng mà đại khái các bạn biết là thằng này giả sử với 2 triệu, mình giả sử thôi, thằng này sẽ chạy lên là 2.3 triệu, 2.4 triệu gì đó, nó là bản gold đó. Thì cũng y chang như là iPhone 3 rồi lên iPhone 4, cái iPhone 4S, bắt đầu từ lên iPhone 5, 5S, rồi hầm sao bằng gần tới giờ đầu gỗ lên thời gian gần đây là giả sử như iPhone 10, bắt đầu iPhone 10 rồi iPhone, mình không gần hết, mình nói đại khái thôi. Thì có nghĩa là nó nâng lên, mỗi cái nó nâng chút lên, thay gì nữa mẹ bạn nó đến cái bậc 1 đi, còn lại nâng lên làm gì? Nó bán cái thị trường nó mắc hơn thôi chứ không có cái gì chứ. Tông đơ nó thiệt các bạn, cầm cái Magic các bạn bật máy lên nó cũng chạy, lưỡi nó vẫn đánh và đưa vô tóc nó vẫn đứt. Cái Chao Ba vẫn vậy, bất cứ cây nào, cái tông đơ nào Trung Quốc hay gì cũng vậy. Là một. Thứ hai, cũng mọi người hỏi là lưỡi đơn với lưỡi kép lưỡi nào cắt im hơn. Thì lúc đầu mình cũng nghe là lưỡi kép nó mịn hơn, nhưng mà thực chất mà nói theo riêng mình nói là giờ riêng mình đây ha, lưỡi nào cắt đứt tóc được rồi, cái lưỡi nào phay cũng được, nhưng lưỡi nào cắt lược cũng được hết. Vậy cái lưỡi bằng, đây là lưỡi bằng, còn lưỡi sọc nào có lưỡi sọc không, đưa cái lưỡi sọc rồi coi coi có cái khác nào mà lưỡi sọc không, hình như có. Ok, đây là lưỡi sọc nè đó. Thì cái video này dành cho những anh chị em nào mà người ta mới vào ngày thôi, người ta chưa xác định được lưỡi sọc, lưỡi bằng. Kê lược vẫn được bình thường, kê lược vẫn được bình thường,
phê vẫn được bình thường và rất là bình thường nếu chúng ta phê, không khác gì, cái kết cấu nó khác tí thôi đó. Thì cái nhà sản xuất nó sẽ sản xuất ra nó ở cái lưỡi này nó phê mịn hơn cái lưỡi đơn là lưỡi kép nè. Vẫn có một số người ta chưa định hình được ở lưỡi kép như thế nào, lưỡi đơn như thế nào. Hàng này kép hết thì lưỡi kép các bạn để ý cái lưỡi trên á, lưỡi trên nó có hai cái dàn răng nhỏ, nó đi sô le. Còn lưỡi đơn á là nó có chỉ ở trên này nó vẫn là nó đi có hàng lưỡi một thôi. Thì miễn làm sao mà đưa vô mình đứt tóc, cắt đứt tóc là được rồi, đừng có bị lục bị cùng, đó là ok rồi đó. Rồi đánh theo cái xu hướng, cái thị hiếu cũng như là nói chung là cái bon chen, thì nhà sản xuất nó sẽ là ra cái bản này cái bản kia, tâm đơn nó chế nó độ màu lên chút, mẫu mã nó ý lại chút xíu thôi, thì cuối cùng nó chỉ công dụng nó chỉ là mẹ bà bật lên rồi cắt tóc. Anh em chúng ta nếu mà mê đồ nghề ha, các bạn làm đi, cuối cùng như được đồ nghề không? Thiệt, như được đồ nghề không? Nè, mới giờ mua ốc, như được đồ nghề không? Là tại vì sao? Tại vì cuối cùng cái buông ra cũng là tâm lý, nào cũng rất tốt, rất tốt nha. Nó gì khác gì cái mẫu mã, gì cái giá thành thôi, đó là cái tâm lý. Đó nên mình khuyên riêng thôi ha, có nghĩa là theo cái ý kiến của mình thôi. Thì ai cũng muốn xài hàng Mỹ, không ai muốn xài hàng vậy nè. Nếu có điều kiện thì ok, không có điều kiện vẫn eco, đâu có gì đâu. Quan trọng là cái gì? Quan trọng là cái não và cái đầu tay các bạn sẽ cắt ra cái sản phẩm nó như thế nào, chứ không phải là đồ nghề. Đồ nghề nó chỉ chiếm một phần tỷ lệ rất là nhỏ, mình khẳng định nó chiếm rất là nhỏ trong cái sản phẩm chúng ta làm ra, đâu có gì đâu. Nhưng mà nói ra giờ đó, miễn bật máy lên cắt tóc được là được. Thì tất nhiên cái thằng rẻ tiền thì cái phần trăm rất là cao, nó sẽ nhanh hư hơn thằng mắc tiền, chứ không phải là nó tuyệt đối. Nó nhầm cái mà nó rẻ tiền nhưng mà nó xài gì đâu mà nó muôn đời luôn, nó lãng ta gì đó. Cái vấn đề đó chỉ là mà hy hữu thôi chứ không có gì đó. Thì túm lại những cái vấn đề tông đơ á, các bạn mua lưỡi đơn cũng được, mà lưỡi kép vẫn không sao, tông đơ Mỹ cũng được, tông đơ Trung Quốc cũng được, Hàn Quốc, Nhật Bản gì cũng được. Và bây giờ hiện tại bây giờ cái dòng Gamma đó là cái thương hiệu của Italy, nó mới xuất hiện khoảng thời gian mới đây thôi, nó mắc hơn Mỹ tầm khoảng là gấp rưỡi á, có khi hơn ở ngàn. Giờ đã nói tới đồng đô Mỹ là ở Việt Nam mình nói ai xài đồng đô Mỹ là năm nay, một hai năm nay nhiều, chứ khoảng chừng 3 năm trở về trước mà nói xài đồng đô Mỹ cũng vip rồi đó. Rồi bây giờ đánh thêm cái dòng Gamma của Italy nó tung ra thị trường đó, nghe nói nó cũng giang hồ lắm, nó cũng ăn như là Oster này nọ các cái, nhưng mà mình tiền đâu xài đó, thì mình cũng muốn sở hữu được nó, nhưng mà thôi giờ đủ rồi, nào dư giả quá thì tính tiếp đó. Thì về cái dòng tông đơ thì mình nhấn mạnh lại ha, thì anh chị em nào có tiền thì các bạn sắm đồ mắc tiền, hoặc giả các bạn có tiền nhiều các bạn vẫn sắm được đồ rẻ tiền, và ngược lại, miễn sao mà cái sản phẩm các bạn cắt ra nó good, cái đó là. Còn bây giờ mà tông đơ mà tôi nói thiệt nha, mít lòng chịu, tay nghề các bạn không có, các bạn làm nghề 5 năm, 10 năm, mà đừng nghĩ là làm nghề lâu là sẽ cắt đẹp, không có. Mà đừng nghĩ là mới mở tiệm có 1 tháng, 2 tháng mà cắt xấu, hoàn toàn không. Do cái tư duy, do bàn tay mình nó có uyển chuyển hay không thôi. Còn nếu mà tay nghề mà không có rồi á, mà cắt mà tâm lơ tâm đất ha, chắc bà xàm bà xí ha. Cái tông đơ tôi nói thiệt ha, kim cương khối, nguyên khối luôn á, cũng không ra hình đâu. Cái này nè, lấp bằng vàng đen, vàng ảo, vàng trắng vậy đó, cũng không nên hình, nên thân trò trống vậy. Cái đó nói thiệt, mít lòng chịu. Tại vì sao? Tại vì cái dù cái kim cương đi chăng nữa thì nó cũng có tóc vô nó mới đứt, còn nằm ngoài nó không đứt. Kim cương đâu phải đưa vô nó sẽ uyển chuyển, chỗ này cắt lên mất lỗ, cái tự nhiên cái lưỡi kim cương nó hoàng lại như phim hình, không có. Đó, cái đó là cái sự thật mà chúng ta phải chấp nhận ha. Thì tóm lại thì tông đơ mình, bản thân mình cũng như mình tin luôn, không ai mới biết hết thị trường đó, nó thiệt luôn. Cho dù nhà phân phối sản xuất nó cũng không biết hết thương hiệu trên thị trường này, cái mẫu mã như thế nào đâu có, không chỉ là riêng bản thân mình cũng như mỗi chúng ta đó. Thì tùy theo điều kiện và cái sở thích của mình, các bạn thích cái gì các bạn cứ trải nghiệm, các bạn cảm thấy là cái món cái tông đơ đó, cái kéo đó, cái gì đó xứng đáng với giá tiền mình mua thì các bạn cứ đập thẳng tay, không có gì hết. Rồi đó là trải nghiệm để mà chúng ta biết ở sau này thấy nó im quá rồi chúng ta sẽ mua thêm, chúng ta sử dụng.
thấy nó quá tệ, chúng ta sẽ nét nó qua, chúng ta kiếm dòng khác. Hết rồi, đơn giản có nhiều thôi. Đó là vấn đề thứ nhất, vấn đề tổng đơ. Thì lần cuối cùng về mình tạm gác qua vấn đề tổng đơ này ha, thì chúc anh em luôn chọn được những cái sản phẩm mà ưng ý nhất có thể. Và ngay sau đây chúng ta nghỉ giải lao 80 phút rồi chúng ta xem tiếp về cái phần lượt, cũng là cái phần mà cực kỳ hấp dẫn trong những cái bước chúng ta làm. Mình xuất hiện nữa rồi. Bây giờ tới cái phần lượt đây. Lượt nó chiếm cái phần cũng là im lắm á. Đây là em gom hết bây giờ anh hết trơn mấy lượt của anh đẹp. Một số lượt mình sẽ đại khái ha. Và cái cách mà chúng ta sẽ chọn những cái lượt mà các bạn, mình hứa danh dự luôn, nó hơn 90% về các bạn sẽ ưng ý. Chứ không phải lượt các bạn chụp cây nào mua cây nấy, không phải. Đây chính mình đi mua mà đôi khi về mình vẫn còn làm. Rồi mình mới nói đó là hơn 90% thôi, chứ không có tuyệt đối. Đây những cái lượt mà hiện tại mình xài đây, để coi 2 3 4 5 6 7 8 9 còn cây nữa. Còn cây cây gì cây mới ấy á, cây Cô Đốt ơi, mày đâu rồi? Đây, Cô Đốt đây. Thì có người xài lượt bản to, lượt bản nhỏ. Thì tùy loại chúng ta sẽ sử dụng công dụng để ủi chân, để cắt tóc chảy, cái vô. Đây, các bạn nhìn cho kỹ, mình sẽ ấy từng cây từng cây. Nó có cái dạng răng này á, nó có đại khái là nó ba dạng. Một á là cái này là nó cứng nè, nhưng mà nó không phải cứng ngắt nha, cứng vừa thôi. Hai là cái loại là nó sẽ dẻo, dẻo mềm vừa vậy. Ba là cái loại nó như thế này. Các bạn nhìn cái răng, em lấy cái lượt nào mà nó ít ăn, cái lượt nào mà răng mà nó bằng ít ăn, lượt thứ lượt của ấy á, mà bữa mình mua đó. Các bạn sẽ quan sát khi mà chúng ta mua trực tiếp thì nó dễ ha. Đây, phần răng các bạn thấy là cái thứ nhất về răng của nó là nó nhỏ, nó thon. Và nó cái phần về cái là bên răng dày bên đây đó, là các bạn thấy nó mịn, nó đều nè, nó không có dày bịch luôn. Nó không có dày bịch nha, đúng chất dân quê, không có dày bịch. Nó thon, nó dễ. Và cái này các bạn khi mà nhắm như thế này nè, là nó sẽ vẫn có cái độ thon. Cái bài này nó to và nó thon từ 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 trước này. Đây, cắt tóc chảy, cắt tỉa này nó có cái rất là tuyệt vời. Không có hả? Không có thôi đi. Cái lượng này nó cũng gần 100.000 á. Nè, Cô Đốt nè. Biết ghiền, phải nói là biết ghiền luôn. Cũng có nhiều anh em hỏi lượt nào mà mình chọn nó lượt gì đó mà nó bám tóc, gọi là bắt tóc đó. Đây nè, đưa vô dính, đưa vô lụm, ráo trội hết, cực kỳ luôn, cực kỳ. Là một. Còn thằng dẻo nhẹo này các bạn thấy công dụng đó, lúc đầu bà con có cho về mình bỏ bù lăng bù lốc đâu xài tới gì, sao đưa vô cắt, nhưng mà cuối cùng phám phá ra mẹ bà nó công dụng vô hiệu luôn đó. Có thể mình chen vô những cái chỗ mà hởm á, chắc biết ghiền luôn, không bao giờ sợ gãy. Này nó các cái này nó vô biết xài, nó rất là ok. Còn không biết xài vứt. Nè, các bạn thấy là răng ở đó nè, đó cũng thon nè. Mình nhìn nè, nó cái góc độ nó mỏng, im hơn. Còn này, đây, các bạn thấy nè, nó cũng có góc thon nè. Ở trong ra nó có thon nè, đừng có cho nó nhọn quá, nó dính vô đầu. Đây, thằng này cũng ok đó nè, thon nè. Nhưng mà về độ bắt tóc không, là thằng này, nó sẽ không bằng cái thằng Cô Đốt này. Em để này lên cái điểm. Đấy, cái trên luồng hàng chiều mấy á đó. Đó, khi mà chúng ta quan sát kỹ nha, các bạn thấy cái thằng trắng á, nó sẽ không bắt bằng cái thằng đen. Đây, cái thằng trắng là răng nó sẽ to hơn thằng đen và nó sẽ dày hơn thằng đen 10, 19 19 là không nhiều đâu. Đó, góc độ là chúng ta sẽ thấy rất là rõ. Đó là khi mà chúng ta chọn đó, tại vì răng nó đã nhỏ rồi ấy. Răng nó nhỏ rồi mà nó dày nữa, nếu mà chúng ta chọn mà nó to như thế này mà nó khít lại á, thì bây giờ chúng ta tưởng tượng đi, nếu mà răng nó khít lại với nhau thì các bạn đưa vô tóc nó chạy tóc cho nè, vừa đưa vô tóc nó chạy, nó đâu có lọt vô răng này được, nó không có lọt vô trong răng này kịp,
đó là như nè, ta đọt vô nè, đó đây. Còn khi mà răng to các bạn thấy á, là đưa vô sợi tóc nó sẽ đẩy ra, là cái này răng nó sẽ đẩy sợi tóc ra. Còn như hai thằng này với thằng mất thì đó, bạn thấy đó, này màu đen không thấy được đâu, nhưng trắng đó đưa vô bắt liền đó, cái đầu bám tóc đó nè, tại này mới cắt còn quay sát nha, đưa lên nè các bạn thấy đó. Thằng này cũng vậy, đây nè cái răng cứng nè, nhưng mà các bạn thấy là nó thon, nó vẫn thon ha, nó vẫn thon từ trong ra ngoài, nó có cái độ mà hơi thon hơi nhọn xíu nè, biết ghiền luôn đó. Mình đưa vô tóc nó dính, đưa vô tóc nó dính, đưa vô là lọt vô hết mấy cái răng này, không có bị đẩy, không bị đụng gì hết. Thằng này cũng vậy, đây đó, thằng này cũng không ngoại lệ đó, thằng này có ngoại lệ không? Không ngoại lệ. Thằng này tất nhiên là không thấy, nó đen xuồng theo thấy. À còn cuối cùng thằng này, đây các bạn sẽ nghe âm thanh đó nè. Giờ khi các bạn mua á, mình sẽ hạn chế mua những cái dòng lượng như thế này. Đây các bạn, mình nhìn cái gốc này thấy nè ha, nó bằng thẳng luôn. Cái sống nó sẽ liên kết với lại cái phần răng này. Còn thằng này nè, các bạn mua giờ các bạn cắt khó lắm. Đây nè các bạn thấy rõ ràng nè ha, cái thằng này nó bè ra nè. Khi mình để cái tông đơ lên mình cắt á, nó sẽ bị hỏng. Nó bị hỏng chỗ này nè. Hỏng ở đây nè, đây. Đấy, ngay đây nè, bị hỏng đây nè. Giờ mình sẽ mắc mài, mình sẽ mắc mài cái này, mình mắc công thêm, mình thôi mình mài cái sống cho nó bằng với cái này, là liên kết tựa như cái này đó. Và ngoài ra còn rất là nhiều mẫu mã về lược, nhưng mà các bạn có nghĩa là cái đâu nè, cái thằng này với thằng mới thì nè, nó cũng anh em nhau nè, nhưng mà cái này là mài lại cây xanh, mài lại nè, các bạn thấy nè, mình bỏ công ra mình mài lại nè, nó sẽ bằng lại nè, là đưa vô cắt ok ha. Còn như này khó, rất là khó cắt luôn. Thôi đừng chà trộn đây, dính vô đây làm gì đó. Thì có nghĩa là ý mình nói á, về lược á, thì các bạn nếu mà được trên mạng thì mình nó, nếu mình biết lược chút xíu thì nó dễ, nếu mà mua mà quen nữa thì nó còn dễ ha, còn nếu mà không thì nó khó lắm. Bởi vì khi mà nếu mà chúng ta đi đến một cái shop nào đó bắt phụ liệu á, khi mình mua lược, có thể nhớ các bạn nè, vuốt coi mấy cái thằng mà dịu quặt như thế này nè, mà phải nhỏ gì nghe, còn dịu hoặc mà loại lớn khó sử dụng lắm. Giả sử như thế này nè, nó cũng còn nữa này, giả sử nó to như thế này, bản to như thế này mà nó dẻo như thế này, các bạn vứt đi thiệt, đừng có xài, đừng bao giờ xài, xài không dính đâu đâu. Thôi lựa răng nè đó, ok không? Giờ cái sống như mình mới nói, liên kết thẳng thon, nhớ là răng phải thon, đừng cho dày quá mà đừng cho thưa quá. Lượt lúc nào như đa phần á, hơn 90% nó sẽ là bầy dày, bầy thưa. Còn những này là nó đều từ trước ra sau, từ sau ra trước. Cách đơn giản nhất để các bạn chọn lượt mà nó bắt tóc theo ý muốn, đặc biệt là cái phần răng này, nhớ nha, ở trong này cái chân răng này nó sẽ to hơn cái phần chót răng này. Đừng lựa những cái dòng mà ở trong này với ngoài này nó bằng với nhau mà nó dày nữa, thì các bạn tưởng tượng đi, giả sử như vậy nè, mình tưởng tượng đây, đây là cái răng lược nè, thì tóc các bạn đưa vô giải vô thì nó lọt vô liền. Còn như mà nó dày gì nè mà nó to nữa, thì các bạn tóc nè, giả sử tóc đúng không, đưa vô nó đổ lọt được đâu, vừa đưa vô nó đẩy lên. Đó là lý do mà tại sao mà có dấu anh chị em là cho cái lượt mình đưa vô bắt tóc nó chảy tóc nó không ăn. Đó là vậy đó, là mình chọn cái lượt, chứ không phải cái lượt nào cũng bắt tóc, mà cái lượt nào cũng không bắt tóc, mà không phải cái lượt nào mắc tiền là nó bắt tóc, và ngược lại không phải mà bắt tóc mà rẻ tiền, nó chiếu nghe vậy đó. Thì hy vọng là khi mà chúng ta lựa đó, nhưng mà nếu mà các bạn muốn lựa chuẩn các bạn cũng tốn hết mớ tiền để mà mình rút kinh nghiệm, tại vì mình cũng cả đống lượt mà tào lao giống rồi, mình mua cũng chính mình đi mua, đi lên trên giao đốc mua luôn mà về cũng bỏ không, nổi điên không đó. Thì mình biết gì mình sẽ làm vậy đó. Và mình sẽ trước khi mà kết cái video lại á, thì mình xin 2 phút thôi, nó ngắn gọn thôi. Về tông đơ thì các bạn nên lưu ý mình nói nãy giờ rồi đó, miễn làm sao vừa tay cầm
cắt đến tóc là được. Đừng quan trọng quá vấn đề. Còn nếu có đầy đủ điều kiện, các bạn cứ chơi như đồ hiệu. Đó là điều mà chính bản thân mình và tất cả những ai làm tóc đều muốn. Còn nếu không thì các bạn đừng quan trọng quá nữa ha. Giả sử cái tóc nó cắt như đẹp, như mẫu, như hình vậy nè, đâu ai nói ừ mày cắt tông đơn gì vậy, không có. Thậm chí các bạn cầm cái tông đơn bắp tay đi mà tay ngày bạn có đây, các bạn cắt sản phẩm vẫn nứt vết luôn và ngược lại. Nhưng mà nói nãy giờ đó, đó thì các bạn cứ trải nghiệm ha, thích dòng nào mẫu nào các bạn cứ lựa. Còn nếu mà để mà mình hỏi mình đó, dòng nào thì nó rất là đa dạng, mình không biết được. Còn về lựa cũng vậy, đó là thứ nhất về tông đơn. Về lựa thì mình nói nãy giờ thì các bạn cũng biết rồi đó, nhớ mình lựa những cái dòng mà đây nè. Đó, nó thưa với mức là thưa vừa phải, không thưa wheel, thưa qua như thế này. Và đặc biệt cái răng thì mình tin khi các bạn đưa vô tóc của mình cắt rất là đã tay. Hết tiếng nói gì rồi thì mình sẽ nhớ cái gì đó thì mình sẽ nói thêm cái đó. Và ngay sau đây cảm ơn tất cả anh em đồng nghiệp và những ai đang xem cái video này. Và bạn nhỏ, chúc các bạn có một ngày làm việc thật là vui vẻ, tràn đầy năng lượng cũng như là thành công trong cuộc sống. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.